cho nhiều thì kẻ ấy sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Hễ ai đã được cho nhiều thì kẻ ấy sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ đòi hỏi. Không chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Còn đây tớ nào không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Đầy tớ nào sống đúng ý chủ và luôn sẵn sàng thức tỉnh được đón mời vào tiệc thánh. Còn đây tớ nào không theo ý chủ mà làm những điều bất hạnh thì sẽ bị đòn nặng
cho nhiều thì kẻ ấy sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Hễ ai đã được cho nhiều thì kẻ ấy sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều